Mình chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình cùng xem tẩu cây mai bự lên nè các bạn ơi. Đây. Đang nhóm mấy cây mai này lên để đó giả lên đó. Mình nuôi cây mai luôn. Ở đây những chuồng tẩu này là làm việc hết sức mấy ngày Tết nè các bạn. Đó. Mấy cây mai lên túc cao không? Đó, những ngày gần Tết thì khu vực không khí ở những chợ Tết rất là tấp nập nha các bạn. Đó, lá mai nó bay xuống nè. Cái mai cái tàn thấy đẹp quá. Mà bông nhỏ nha. Ừ. Cái quý gì vậy? Năm nay mấy cây mai chỗ bông không có gộ. Thời tiết lúc này nó thất thường lắm. Mình chia sẻ các bạn cho cây kế mà. Cây kế rồi. Đâu? Đó. Ừ. Đó, để cây mai dựa xuống nha. Đó. Cây mai này cái tàn dựa cây mai xuống. Cây mai này cái đọt nó tỉa bằng này ha. Cây mai này có người mua nên tẩu chở đi vận chuyển nha các bạn. Rất là khó khăn luôn nha, tại cái tàn nó đầy gì để chứ. Rồi bên đây cũng có cây rừng tẩu nè các bạn. Đang tẩu nữa nè. Giờ bên đây bán mai được rất là nhiều nha. Mai cà bá luôn. Đó, hạ xuống để về đó. Đây mình cùng xem cái dàn mai bên đây nha các bạn. Mai bên đây chỗ bông quá chừng. Ở đây là những cây thanh long nè các bạn. Được trồng trong chậu rồi nha. Chiều trái luôn, đều hết luôn. Đó, bên đây nguyên cái dàn mai toàn là búp không luôn nè. Quay cho các bạn xem nha. Đó, từ đây dài tới chổng nha. Búp bên đây chỗ gỗ hơn cây lúc nãy vừa tẩu nha. Mấy cái gốc nó cũng bự bự không nè. Mình đi dài qua bên đây mình xem là rất là nhiều mai luôn nha các bạn. Khu vực này mai quá chừng mai luôn. Có nhiều rất là nhiều kiểu dáng khác nhau nha các bạn. Đây bên đây nè. Mấy bên đây đã được mấy nhà vườn cắt tỉa đâu hết rồi nha. Gốc cũng bự bự không. Không cũng dốc luôn á. Đây nở ra bốc dốc luôn nè. Rồi mình cùng xem tiếp tục bên đây tẩu lên nguyên cái chậu nè các bạn ơi. Lúc nãy tẩu cây mai rồi giờ đây tẩu cái chậu lên nè. Dở cao lên nè. Đó các bạn thấy những ngày rất là cận Tết thì công việc của những chiếc xe tẩu này rất là tấp nập luôn nha.
đó. Còn cây mai bên đây cũng có người mua nữa nè, đẩu lên rồi đang vận chuyển nè, đang xiết đồ lại nè, cảo lại nè. Trong video mình có điều gì sơ sót thì các bạn thông cảm bỏ qua nha. Đó, đang xuống từ từ nha. Trong bộ cây mai với cái chậu luôn nha, cậu đi giao cho ta mua rồi. Đó, ok rồi đó. Đó, bên đây xe tải chở mai mới xuống tới nè nè, 67 số ở An Giang nè. Không khí ở đây rất là tấp nập luôn nha các bạn, có cây kiển đồ mai rất là nhiều nha. Là những cây ở phía trước thì chỗ nè, chỗ bông cây vàng vàng hết rồi nè. Rồi mình xin tạm dừng video tại đây nha các bạn, hẹn các bạn ở những video tiếp theo nha. Đầu cái chậu này rất là bự luôn nha các bạn, dỡ cao lên nè. Đó, các bạn thấy những ngày rất là cận Tết thì công việc của những chiếc xe cẩu này rất là tấp nập luôn nha. Đó, còn cây mai bên đây cũng có người mua nữa nè, cẩu lên rồi đang vận chuyển nè, đang xiết đồ lại nè, cảo lại nè. Trong video mình có điều gì sơ sót thì các bạn thông cảm bỏ qua nha. Đó, đang xuống từ từ nha. Trong bộ cây mai với cái chậu luôn nha, cậu đi giao cho ta mua rồi. Đó, ok rồi đó. Đó, bên đây xe tải chở mai mới xuống tới nè nè, 67 số ở An Giang nè. Không khí ở đây rất là tấp nập luôn nha các bạn, có cây kiển đồ mai rất là nhiều nha. Là những cây ở phía trước thì chỗ nè, chỗ bông cây vàng vàng hết rồi nè. Rồi mình xin tạm dừng video tại đây nha các bạn, hẹn các bạn ở những video tiếp theo nha.